Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, dọc theo cánh đồng hoa Tây Tựu, người dân trồng hoa loa kèn đang hối hả thu hoạch để kịp đưa đi tiêu thụ, phục vụ nhu cầu chơi hoa những ngày đầu tháng 4. Hoa loa kèn năm nay nở sớm hơn mọi năm gần một tháng, nên ngay từ những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, người dân trồng hoa đã tất bật vào vụ. Theo người dân, loa kèn khác với nhiều loại hoa khác, thời gian sinh trưởng lâu, phải mất từ 6 đến 8 tháng mới cho thu hoạch. Và mỗi năm hoa loa kèn chỉ có một vụ, thời vụ ngắn nên phải thu hoạch nhanh. Hoa khi nở có màu trắng tinh khiết cùng mùi thơm nhẹ nhàng nên hoa loa kèn được nhiều người ưa chuộng. Vì vậy việc tiêu thụ hoa rất dễ dàng. Cái kèn này thì coi như thế là nếu mà cứ rồng thì coi như thế là có cái năm nay là nó bị không mưa, coi như thế là cái tháng 12 cái lúc nó phát triển. Nó khan nước coi suốt đến coi như riêng nó mới buông. Khi nó buông thì coi cái này nó buông xuống, cái này nó gặp cái tàu nó nở rất nhanh cắt kịp. Tức là nó không thuận thời tiết. Thời tiết năm nay nó không cho phép mọi năm nhé. Tại vì tháng 12 là coi như thế là đi chạp rồi, nó phải dài như thế này rồi. Đấy, thế năm nay coi như thế là lúc ý nó vẫn ngắn. Trước từ cái thời gian coi như khác với mọi năm, mặc dù là đầu mùa nhưng giá hoa loa kèn năm nay giảm giá mạnh, chỉ bằng một nửa so với cùng thời điểm mọi năm, dao động từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng trên 100 bông. Theo chia sẻ của người trồng hoa ở Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, năm nay do nắng nóng sớm, hoa loa kèn bung nở nhanh nên ngay từ đầu mùa, nhiều diện tích đã được thu hoạch rộ khiến giá hoa rẻ. Hoa năm nay thì coi như thế là cũng có chầu, coi nó rẻ quá. Nó coi như thế là cái chầu nào mà coi như thế là nó khe thì nó sẽ đắt. Chầu này lại rẻ. Coi như thế là được mấy tháng trước thì nó rên giá. Đến bây giờ cái hoa chùm đấy nó coi như thế là đòn lại, nó đòn 50 cành, và có 30 chầu này rẻ. Còn hoa bông thì chầu này 120 mới. Năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm, giá rẻ nhưng lại ít người mua nên người trồng không có lãi. Giới buôn bán nhận định chỉ khoảng một tuần nữa kèn vào chính vụ sẽ còn rẻ hơn.